là coi như là tâm linh dữ lắm. Đây là có bóng, có bóng hồi đó đâu ai dám ra đây. Dạ. Còn... Nhưng cái đoạn đường này ngồi ông đã từng thấy kêu thấy bóng rồi, có bà con cô bác nào đi đã từng thấy đúng không? Cũng nhiều người thấy lắm mà họ cũng kiến như chính là chỗ chú ở mà ngay cái cho các bà kia. Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì hôm nay mình có đi ngang cái khu vực Bình Dương. Nơi đây thật bất ngờ khi mà vào á, mình mới biết trong đây là một cái khu nghĩa địa cũng khá là lâu. Và trong đây mình được ông biết, được biết là ông chú ở đây á, là biết một số khu mộ cổ. Nên mình thì hay tìm và săn những khu mộ cổ đó cả nhà. Sư duy của mình mộ cổ trên cái kênh rất là nhiều. Nên hôm nay mình theo ông chú này vào luôn để tham quan ở trong đây. Nơi đây phải nói là nhìn nó hay lắm, lạ lắm cả nhà. Che chút đồ mọc rất là nhiều. Những cái khu vực Bình Dương sau này là mình thấy là dân cư mới ở thôi, nhưng mà sau này mới biết qua tìm hiểu là bà con khu vực Bình Dương hầu như là ở khắp nơi luôn và ở rất là lâu đời rồi, từ hàng trăm năm trước rồi cả nhà. Bên kia cũng có một cái khu mộ cổ kìa, bên đây. Thì trước mặt cả nhà đây là một khu mộ đá tổ ông, thì chưa biết có phải là mộ cổ hay không, nhưng mà mình nghĩ là mộ này chắc sau này cả nhà, để lát nữa ông chú dắt đi thì mình mới thấy được những ngôi mộ cổ thật sự. Ở trong đó thì mình thấy đã xây mộ cũng là như là mộ này cũng khá là lâu rồi, nhưng mà người ta hình như người ta xây lại cả nhà, được con cháu xây lại. Trong đây gai gốc đồ ghê quá. Xung quanh đây được làm bằng đá tổ ong hình như là cũng lâu, nhưng mà sau này được xây lại cái nền nữa cả nhà, nên nhìn nó khác đi đó. Ở đây thì cũng mới thôi chứ không phải là cổ, bi đá này bằng đá xanh cũng còn... Sau này người ta là con cháu sau này xây cái mộ lên. Thì ở đây có một cụ sinh năm 1864 và mất năm 1936, cũng gần trăm năm thôi chứ chưa phải là trăm năm, tại vì đá tổ ông cũng thì tùy theo loại nữa cả nhà, chứ không phải là đá tổ ông nào cũng mộ nha, một cổ nha. Ở đây là cái khu nghĩa địa lâu lắm rồi. Đó. Chú ơi, chỗ nào vậy chú? Dạ chú dắt con đi giùm nha. Chỗ nào chú? Không có vào được hả chú? Không vào được hả chú? Chỗ nào mà mình dễ đi nhất hả chú à? Dạ dạ. Hai chú cháu mình đi chú đi. Để xe bên lại. Dạ. Để xe đây. Dạ, ở đây cậu thấy cũng có một cái ngôi mộ cổ này bằng đá xanh nè. Nhưng mà lâu lắm rồi. Dạ. Bằng đá xanh rồi, dưới đây có mấy cái nè cả nhà. Đấy. Chú ơi. Chú ơi, ở đây có một cái nè chú nè. Dạ. Dạ. Chú chờ con xíu nha chú nha. Đây cây bụi hơi nhiều cả nhà. Mộ này cũng khá là lâu thì phải nói là hy vọng là không có tổ ong, chứ tổ ong đánh cho chết. Chú hiện tại ở ngoài cả nhà, tại vì
chỉ chân đi cũng khó, như là ở đây là lùm cây không à, hoang vu lắm. Thôi mọi người thấy là đi nãy giờ mình dính gai nè, dính gai gần như là nó. Thì trước mặt cả nhà đây là một cái khuôn mộ, tuy không phải mộ cổ đâu nhưng mà mình nghĩ cũng chắc thời Pháp. Đây nhìn cây cối bao phủ, không biết là con cháu có còn ấy hay không, có còn tới chăm sóc hay không, cũng khá là rộng. Khi tới đây mình thấy một cái cây này rất là hay cả nhà, không biết là phải cây thuốc hay không. Tại trong đây là khu rừng, không phải là gọi là nguyên sinh lắm, nhưng mà cũng có người dân sinh sống nhưng mà ít có ai vào đó, chỉ có mồ mả người ta chôn. Ấy, nó dụng dớt hết rồi nè cả nhà, không biết cây này cây gì hả. Mình thấy trên bài thuốc có một số loại cây trị bệnh rất là hay, thì không biết cây này là cái cây gì nữa. Bụi bờ không à. Và đây là cái khu mộ nè. Đó. Để mình đi vòng vòng một xíu cho mình vào. Ở đây có tới mấy cổng. Ở đây có một cổng nè cả nhà, một cổng vô nè. Và bên đây có một cổng nữa. Để mình coi cổng nào để vô ổn không, sợ ổ ong rồi, hay là rắn dít rồi, cũng nguy hiểm. Cây cối nó mọc cái này rồi không thấy cái đường vào cho đàng hoàng, mong là không có âm gì hết. Trời gai không, khó vào quá, gai không à. Để qua đây coi, gai không luôn á. Móc rồi mình vô đây nguyên một cái áo toàn gai luôn á cả nhà. Cho con xin phép con vào một tí nha, cũng lâu lắm nhưng mà không biết là ôi giời ơi. Ngôi mộ này của bà cái gì, Dân Thị Xe, Trần Thị Xe đây là cái nha, mà đều không có một cái chỉ có tên, không có năm sinh gì hết, không biết là xây dựng bao nhiêu lâu, nhưng mà nghĩ thời này thời Pháp luôn cả nha. Nè, nghĩ thời này là thời Pháp, tại vì mọi người thấy những cái cổng nè, cổng cửa nè đó, cổng cửa này làm từ thời Pháp chứ đâu á, tại lâu lắm rồi. Cây cối mọc bụi bờ như thế này thì đây là toàn bộ khu mộ của bà đó. Thì do cây cối nó mọc tùm quá nên khó thế nào mà dò được, xây khá là rộng. Nhưng mà lạ con cái là ngôi mộ chỉ có tên, không có tuổi, không có ngày tháng mất năm sinh. Đấy, nơi an nghỉ của bà Trần Thị Xe, không có năm sinh năm gì cả nha. Mà khu mộ rất là đặc biệt, xây theo kiến trúc cái thời Pháp. Mọi người thấy không? Đây là những cái dòng thành nè. Mình bị gai đâm rất là nhiều luôn, nguyên một mình áo là toàn dính gai không. Tại trong đây bụi không. Ở đây cái kiến trúc của cái ngôi mộ phía sau. Nhìn phải nói là rất là hay. Rất là lạ, mình đi rất nhiều khu mộ cổ rồi, nhưng mà mỗi cái là mỗi kiến trúc khác nhau hết, nó không giống ngôi mộ nào, chỉ có mộ tổ ong mà nó giống nhau thôi. Còn ở đây là đặc biệt hơn là có những cái kiến trúc bằng những cái giống như là cái chậu bông ấy, mà mình thấy là cái thời Pháp người ta hay xây. Đó. Hay xây cái ho văn như thế này là ở trong những khu nhà cổ đó, người ta hay xây dưới là ở những cái nhà thờ đó. Đây giống như là cuộc hình con dơi đang tỏ cánh lên đó cả nhà. Và đây là trang trí bông hoa nè, mình nghĩ khu mộ này ngày xưa mới xây rất là đẹp đó. Mình không ngờ luôn á, đi ngang qua mình thấy một vài ngôi mộ ở bên ngoài, nhưng mà không nghĩ trong đây rất là nhiều mộ và có một ngôi mộ cổ nó đồ sộ như thế này. Mình nghĩ là chắc là ngày xưa là cái vị chủ nhân của ngôi mộ này, bà con dòng họ ở đây chắc là phải một cái chức gì lớn, rất là lớn luôn ở trong cái khu vực Bình Dương, mà trên đây là thiền Tân Nguyên. Nhưng mà nếu mà Tân Nguyên mình biết là sống cũng thời đó khá lâu, nhưng mà cũng không nghĩ mà bà con phân bố, cái bà con ngày xưa cả nhà phân bố rộng như thế này, đến những khu hẻo lánh mà đến mức mà tới bây giờ vẫn còn hẻo lánh luôn, là mọi người biết là cái thời điểm đó là người ta sống là nó vắng vẻ thưa thớt như thế nào. Đây là cái phần mộ của bà, mà lạ con cái là không có tổ
không, chỉ có cái tên không có nhà, không có tuổi, không có gì hết trơn á. Không có tuổi, có gì luôn, chỉ có tên thôi. Cửa nẻo đồ thì bị ấy rồi, rất là rộng. Khu mộ rất là rộng và xây phải nói khá là đẹp luôn. Cửa nẻo hai bên hai cánh mà đã bị gãy sắt rồi. Cửa này là thời Pháp cả nhà nha, tại sắt chắc là dày. Mình đi quay mấy cánh cổng thời Pháp rồi, dày lắm. Tới bây giờ mà nó còn được gì là biết rồi. Trên đây có trang trí nè. Gai không à? Thì ở nơi đây là mình thấy là chắc cũng có con cháu à, sau này người ta à, cũng có tới, nhưng mà chắc có thể là Tết nhất thôi. Tại đây để một cái chậu bông hoa với một cái lư hương mà quá không có một cái để có, ừ, như trên đây có năm 1938 thì cũng có thể là mới. Cái máy trên đây mình thấy để năm 1938 khoảng, mà sao trong cái tấm bia á không có cái gì đúng cái nha. Tấm bia là chỉ gần nơi an nghỉ của cái tên của bà thôi, chứ không có cái gì hết trơn. Trên mộ thì đã mọc cây bụi lên khá là nhiều, thậm chí nó che phía trước luôn. Rồi xung quanh là cây cối đúng không? Cây cối bao phủ không? Thì có vô đây là thấy may mắn nhất là thấy cái ngôi mộ như thế này, hiếm lắm. Giờ mà cái ngôi mộ này đặc biệt luôn, là mình không bao giờ mà thấy ở ngoài đâu, đi rất là nhiều rồi. Đây là mọi người thấy trên những cái bông hoa và trang trí như thế này không, những cái hoa văn nè, những cái người ta đắp lên nè, mà rất là lâu rồi mà vẫn còn luôn. Đó. Cái này vẫn còn mà cái cửa sắt thì không hiểu sao mà gãy từ lứa rồi, gãy phía trong hết rồi. Bụi cây không, chúng mình đi ra lại kiếm cái chỗ khác coi có cái gì hay nữa, tại bụi không quá nha. Trời ơi. Nguyên cái áo mình là toàn là gai móc không nha. Ở đây thì cũng có số ngôi mộ mà mới thôi chứ không có cũ. Thật cứ càng đi nhiều mình mới thấy nhiều cái là xưa. Cái người này ngày xưa chắc giàu dữ lắm, như là có chức có quyền dữ lắm ở khu vực này mới xây được ngôi mộ như thế này thôi. Chứ ngoài ra là không có chuyện mà để có mà xây ngôi mộ đơn giản như thế này đâu. Nó quá là rộng và nó quá là đẹp luôn. Lúc nhỏ là ông đã sinh đẻ tại mảnh đất này luôn. Ở đây luôn. Yeah. Chắc cái thời của ông là vắng lắm không hả? Vắng lắm rồi, đây nó khổ, nó nghèo lắm. Nhờ đây nhờ công ty á con, đây nhờ công ty nó về nó mới có phát triển, cái công ty gỗ nó về nó mới đỡ, chứ đây là rừng quang rồi nó mã mộ trên đó nó dần xuống đó mộ cổ mà giờ nó dần xuống, ta làm mà mới xây mới vậy chứ là cò cổ không, mà lúc trên cái đầu đó là mã ông hội đồng mà tự dưới bánh tre mà ông đem chôn mình đằng đó nó tăng trang á, đằng ông đó là ông hội đồng, ông con ông giờ đi Mỹ hết rồi. Mã hội đồng mà nó sửa lại thành ra thấy như vậy, chứ không phải là như hồi xưa mà cổ của ông có hai cái trụ bự này không, rồi nó đẹp lắm mà giờ bị cái đầu này nó lấy đất lấy đồ á, nó lấy đất này nó bán công ty xây dựng, lấy đất gạch rồi lấy đất cái này nọ, giờ thành ra nó làm công ty giờ Trung Quốc đừng làm mà công ty gỗ nó. Má của ông hội đồng mà đem từ Bến Tre lại đem lên đây chôn rồi. Chôn trên cái đầu cao á. Hồi đó hồi xưa mà cái trăm năm về trước. Bây giờ còn đúng không? Còn nó tăng trang để nắng á. Nó tăng trang, giờ nó tăng trang là không còn cổ nữa. Giờ nó tăng trang thành ra cũng như mẫu này như vậy à. Mấy đứa con chở ông lên được không? Được đi, hơi chạy đường mình ra đó, hơi lên coi. Mà ông ơi cho con hỏi là ông ở đây từ lâu giờ á, thì có khi nào mà ông gặp trường hợp nào mà về tâm linh không? Ở trong nghĩa trang như thế này nè. Tâm linh thì cũng có, nhưng điều chú nặng bóng vía lắm. Bị gì ngồi trên cái đường nãy mình đi lên đi đó, hồi đó người ta nói đi với là cái đình á, đình ông nội của chú làm á, cái nó hồi đó hồi xưa trưa cái nghe ca hát ở trên cây rồi mình nghe hồi xưa á, chứ giờ sau này là chiến tranh nó không thấy. Tâm linh vẫn có, nhưng điều
nên tao cũng cúng kiến dữ lắm. Nên cái đình đó con, cái dạ, đình... con có đi lên con thấy một cái đình. À cái đình đó, dạ. Đình hồi đó con mậu cô chú là đó họ là thứ ổng dựng cây làm cột bự vậy đó. Dạ. Ổng là hồi đó giờ có mấy cây chày đó, cây chày là kêu người Bắc kêu cây chê nia đó. Tại nó cây chê nia, à, cây chê nia. Dạ. Giờ nó còn có mấy cây đặng á. Dạ. Thì nên chỗ đó nó hồi đó nghe nó trưa nào mà nghe có người ngồi trên hát hò đó chứ lúc sau này thì mình cũng thấy những cái bóng thôi, những cái gọi là mình thấy những cái hiện tượng, những cái bóng vào này nọ thôi, bóng thôi. Chứ còn hồi xưa họ nói trưa đi lên ngang cho nó cái định nên chỗ nó linh thiêng, người ta mới tôi làm miễu thờ đó con. Dạ. Có người đứng cái ngồi trên cây cái hát hò vậy trên nè, chú không thấy điều bóng đen bóng trắng là chú có thấy, nhưng điều mình thấy là chú từng thấy bóng đen bóng trắng rồi. À thấy là mình thấy ở đoạn đường nào hả? Ủa, ông ha? Ngay cái đường ngay chỗ cơ giờ nó công ty rồi mà là ngay chỗ mình đi đó có đường lên đó. Dạ. Đó đi đường... hồi nãy con với ông là đi cái con đường đây con thấy nhìn cũng ghê, nếu mà trong những năm về trước là nhìn ghê nha. Đây là coi như là tâm linh dữ lắm, đây là có bóng, như có bóng hồi đó đâu ai dám ra đây. Dạ. Ở trong đây nhiều lắm, con thấy nhiều lắm. Đây là lâu lắm rồi nhưng mà bị còn chỉ còn có tàn tích là cái cục này với là cái tấm bia không à. Còn ngoài ra là không còn gì đó. Có chữ nhưng mà chữ rất là mờ bằng đá xanh. Phía trong đây cũng có mấy ngôi mộ mới. Đó, đây là cái tàn tích của ngôi mộ cổ bị dỡ bỏ dần dần đi rồi. Mình video sau thì mình sẽ đi với ông đi tới chỗ của ngôi mộ của ông Hội Đồng. Dạ. Chắc là lâu quá cây rừng nó bao bít hết rồi. Có cái mã này không có quay chưa? Dạ có. Mã này của ông mà không mới tu bổ lại thôi. Dạ. Này con nghĩ chắc vào không được quá, tại vì cây cối mọc hết trơn luôn rồi. Cây gai không á? Gai không được luôn đúng không? Dạ. Gai không à, hồi nãy con vô quất cho một áo toàn gai không? Trong đó để tháng sau con lên người ta dãy mã đó. Dạ. Sống là tháng năm. Chỉ là vẫn còn con cháu tới dãy mã đồ ông ha. Vẫn còn chứ người ta không gặp ta mướn. Dạ. À, bị gì vậy chứ, bởi vì cái tháng sau là cái tháng dãy mã con. Dạ. Tháng này hôm nay không lên, tháng sau mà con lên nữa nó cấm dãy đi đó. Dạ. Rồi lúc đó còn tháo qua con đi dãy. Cái tháng sau nè, mã này cũng là lâu lắm. Sáng sau bây giờ họ giọt họ hát hết, họ không muốn rồi á. Dạ. Làm vô đây thấy bất ngờ vậy, bồ mã đầy ngay luôn, mà nhìn nó vắng quá lắm nữa là mình dắt mọi người ra cái con đường về đây. Dạ. Ô cái trái này giống cây táo, táo xe ta. Không, trái này cái trái cò kê. Trời ơi cái trái cò kê nè. Cái trái này cái thời con nít con hay ăn nè. Cò kê ăn được chứ. Dạ. Trái này ăn được. Ăn được, nó với cái táo rồi ăn được hết rồi. Đây là mã cũ không à, giờ họ về họ kiếm cậu bia là họ gắn đỡ. Dạ. Trời, cái trái này một thời là kỷ niệm của thời con nít của tụi con luôn á. Nó tính mà Hội Đồng mà xây ngày xưa là theo kiểu cách xưa nó nhìn đẹp lắm. Đây một mã không. Mã này là tặng có tiền, tặng có đẹp chúa, ta làm đây là giờ đẹp, tặng có tiền đó. Đây cũng có cái ngôi mã lâu mà con cháu làm lại. Chiều ai dám vô đây trời, thiệt đấy, vắng vẻ ghê. Má hồi ông này, hôm nay mà giờ vô nãy lúc cũng như vậy thôi, giờ vô chi con. Dạ. Chú là ở đây lâu gì chú? À, mới cất năm 2000 con. 2000 mua hôm năm 2000 mà mới cất. Cũng là hơn 20 năm rồi. Ừ. Dạ. Là mình tới là mấy ngôi mộ này cũng đã từ lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Dạ. Dạ. Lúc trước là nó có sạch sẽ hay là cây bụi gì luôn? Dọn riết nè. Ai vậy? Chủ đất hay chứ? Không phải, đất kia họ. Mà bà con nhà người ta hay sao? Không biết. Ồ, mình ở gần thì mình dọn cũng được mà. Dọn cũng được, dọn. Dạ. Chặt lâu lâu ấy chứ ra chú xả xuống cho nó. Dạ, dọn cho nó quang đãng nhìn sạch sẽ thôi. Dạ. Còn mộ của ông Hội Đồng là mộ nào? Mộ Hội Đồng ở đẳng nãy trên nãy mà tao dọn xuống tao làm đồ tăng thờ rồi thành ra thành quay cho thấy nó không có đẹp. Dạ. Yeah. Còn cái này là coi như là mã thế giờ nó còn như vậy. Dạ. Đó như mã vậy đó là mã cổ của đó, mã đó cũng như cái tăng mai trăm năm đó con. Ở đây là cũng lâu lắm rồi, bây giờ là xuống luôn rồi. Con muốn quay mã cổ rồi, chú dọn mã cổ.
Dạ dạ. Đây là có một trong những ngôi mộ cổ cũng khá lâu, mình được âm giác tới thì rất là nhiều cả nhà, được trải giác. Thì do cái khu vực của Bình Dương nó trải rất là rộng, có nhiều chỗ mình chưa đi luôn, và cũng không ngờ là từ hàng trăm năm trước đã có người dân sinh sống ở đây. Ở đây là một khu hai cái mộ cổ, đây một cái và bên đây một cái, nhưng mà lâu năm quá bị bể rồi, bể nát rồi, khá là rộng nha, từ bên kia ra đây rất là rộng luôn. Đó, rất là rộng, nó nằm che chút rồi đây, đây là tàn tích còn sót lại. Ba cái luôn, bên kia một cái, bên đây một cái, bên kia một cái, là mấy cái lần mà vừa còn vô đây. Ngày xưa ở chỗ mình đó có một cổ, nhưng mà không phải một cổ bằng xây đá tôm như thế này, mà một cổ xây bằng hợp chất ô dứa cả nhà, mà xây hình con voi, thường là xây hình con voi con ngựa đó, một cổ chỗ mình là như thế. Chưa có thấy thằng nào nó làm hết. Là mình ở đây 20 mấy năm chắc ở đây cũng vắng lắm chú à. Ổng là chú này ở Tà Mau cũng lên đây ổng mới vài năm mua đất đây mới vài năm chú, bởi vì có mua đất của bác bên này là năm 2000. 2000 mới cất nhà. Về đây mới có 3 năm. Mình có mua rành hồi đó là bịt thù rồi, vậy đây mình đi về đây có này hồi đó đi hết lọt đó. Dạ. Đây là rừng đó. Đây hồi đó là gai đồ không đây, đây con thấy con tre con nè. Dạ. Má này là con biết rồi, cầm cái là con tính này là vô hết kìa. Cái gai không đứng hết, từ cổng đứng lấy ra. Rồi gom mới đốt. Chứ đâu có. Bỏ vậy chứ ra ngoài đốt hết à. Cái này con cũng mới, sau này tao làm lại. Không có cái này trên ông này để thôi. Yeah. Này... Tại trước là ở phong tục ở chỗ mình là có, trước là ông bà xưa người ta hay làm mộ tổ ong, rồi xong còn đợt sau này á gần 100 năm người ta vẫn còn giữ phong tục đó, ta thích làm mộ tổ ong. Đó là chỉ có một ít khu mộ cổ thôi, còn đa phần là cũng sau này hết. Cái xây mộ được cũng quan trọng. Bây giờ mình về đây với mình ở là mình thấy mấy cái mộ này mình cũng không biết là chắc là xưa rồi, chắc lâu năm lắm rồi. Có hồi trước giải phóng mình nuôi con. Cái này là con cháu được có ai về thăm không cô chú ha? Có cái mã này thì có, nhưng mà có mã cũng có, mấy mã này không có. Dạ. Mã này không có, mã này có. Ở đây con cái là chắc sao lấp luôn rồi nè. Cái đó nó chôn đâu hồi nào. Cái đó là không có chôn. Dạ. Chắc bị bằng phẳng phía dưới rồi. Ừ, nó bằng thẳng. Dạ. Chú thấy bà rễ cây đó, bò quá tao chặt tao gom rồi đó. Dạ. Bò tùm lum hết rồi. Cho nó gọn gàng cho mình ở cho thoải mái. Chú ở đây chú sống gì, khi mới tới sống gần khu mộ gì chú có sợ không? Có khi nào chú thấy gì về tâm linh được không? Chú có hoài gì mà không nhẹ dạ, không nhiều. Là cô ơi, con có nghe cô chú nói là cô ở đây về đây thấy là cô thấy cũng có nhiều cái tâm linh ở đây hả cô? Là có khi nào mình về đây là gần ngôi mộ này là mình thấy cái trường hợp nào cô? Mình thì nó nằm ngay mình ngủ, mình không biết là mình nhẹ bóng chiếc hay là kiểu sao mà mình ngủ ban đêm á, thì mình lâu lắm rồi mình cũng thấy ở chỗ cái mộ này nè, thấy đông lắm. Ở, đó, ở đây hả cô? Ờ, cái mộ, hai cái mộ đó đó. Hai mộ bên đây. Hai mộ đó đó thấy làm như là có người ta lại tâm lấy cốt á. Ủa sao mà lấy cốt gì kỳ vậy ta, mà sao lấy cái cây mà trọt xuống gì nè rồi treo lên, rồi thấy đông lắm, ở bên kia nó nhảy qua. Thấy đông lắm. Là mình ngủ mình nằm mơ mình thấy ở mình nằm mơ này. Mình thấy thôi. Nằm mơ mình thấy mà nó nằm ngay ở đây thì ông bà dễ thương mình lắm. Không có khá thấy gì mình trơn á. Nói chung mình tới ở mình cũng dọn dẹp sạch sẽ với thắp nhang thắp đồ làm sao rồi.